chào quý vị đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và trước khi bắt đầu vào chương trình ngày hôm nay, Hoàng Robert xin được phép chia sẻ đôi điều tâm tình bí mật của mình. Đó chính là một câu hỏi cực kỳ nhạy cảm mà một người đồng nghiệp đã dành cho Hoàng Robert. Đó chính là: ủa, bộ anh ăn Tết kỹ lắm hay sao mà bụng bự dữ vậy? Trời, tổn thương. Tổn thương thì là khẩu nghiệp mà. Quý vị thử nghĩ xem, khi tham gia vào chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao, tuần nào Hoa Đá Bơ cũng được ăn những món ăn ngon và bổ, thì hỏi sao cái vòng 2 nó không tăng lên vài con số. Mà người vừa mới phát biểu cái câu nói vừa rồi dành cho Hoa Đá Bơ đó chính là diễn viên Phát La. Da-da-da-da. Phát La. La. La, La ơi, La. La 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 la. Trời, sẽ giống con rắn gì trời, phải đọc thần chú nó mới ngồi lên hả trời. La, nó vô chương trình quay em ăn Dũng đây. Trời ơi, dĩa trái cây, tôi cũng ông thằng đài thổ địa, tự nhiên bưng ra đây kia vậy? Đâu có, dĩa trái cây của chương trình ngay đây nè. Của chương trình đó, sắp đặt à. Trái cây này là để chưng thôi. Đâu, trái cây chưng đâu ăn được mà. Anh hẹn em lên, anh bắt em đợi 3 tiếng đồng hồ, em phải kiếm gì em ăn. Đợi lâu quá rồi, bây giờ anh sao ăn đi, miếng với em đi. Ok. Nè, ăn cháy chôm chôm nhìn nó thiệt lắm luôn á. Đến với đại gia đình của Khẩu Vị Ngôi Sao là chúng ta không có ăn cần phải ăn chay, ăn trái cây gì hết. Anh sẽ chuẩn bị những món ăn rất là ngon và đặc biệt là những món ăn tinh thần khi em gặp gỡ những fan hâm mộ cũng đến đây để nấu ăn cho Phát Lan. Cho em chào khán giả cái đường nãy vậy. À, dạ, đúng rồi, ông okay. Ơi, chào. Đầu tiên cho Phát Lan được gửi quý khán giả lời chúc sức khỏe, em chào trọng nhất à. Em ơi, đừng lại sao tao chào, nhìn mình nhớ nuốt xong mình chào khó nghe lắm. Cái kiểu nó chào nhanh nhanh vậy đó. Rồi rồi, sau khi nuốt xong mình chào lại nè. Đầu tiên xin chào Phát Lan, gửi một lời chúc khỏe rồi chào trọng nhất à. Em ơi, này chào cái MC đi em. MC người ta mới nâng cái tầm giọng lên, diễn viên mình có màu riêng em. Lại nè, 2, 3, vô. Lời đầu tiên xin chào Phát Lan, gửi cho quý vị của giọng lời chúc khỏe chào trọng nhất. Em ơi, trái cây chứ bên lưỡi em nuốt luôn cái lưỡi vậy hả? Thì anh kêu thấp. Thôi chờ chào nữa, tết làm sao luôn á. Dạ, xin chào quý vị khán giả. Dạ. Còn bây giờ thì Phát Lan đợi chút xíu nha. Anh cất chỉ trái cây này, sau đó chúng ta sẽ cùng khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và đây chính là vòng đầu tiên được mang tên Khám Phá Khẩu Vị Ngôi Sao. Đằng sau lưng Phát La chính là chiếc tủ lạnh đầy quyền năng và quyền lực. Bên trong đó chứa đựng rất nhiều kho báu về ẩm thực. Đây là một tủ lạnh rất là hiện đại. Ra lệnh bằng giọng hát. Giọng nói là bình thường rồi, phải hát thì mới mở được. Ủa đâu có đâu, mở cái ra liền nè. Mở cái ra mà. Không, mở được tới đó à hà. Nhưng mà không được lấy đồ ra. Bây giờ phải hát thì mới mở được banh ta long ra rồi mới lấy đồ ăn ra hết được. Hiểu không? Không có banh ta long được luôn á. Chẳng qua anh dụ em hát vài câu. Diễn viên kêu hát chắc người. Ca sĩ vô đây diễn quá. Bây giờ anh nghe em hát luôn á. Để em hát bài tặng mọi người. Ok. Ghê ghê. Này sẽ hát một bài tủ của em. Bài tủ hả? Tủ gì của vậy? Ca sĩ Tủ nó nhiều loại tủ, tủ sắt, tủ đồng, tủ lạnh, tủ đá. Có khi nào bị tủ đè. Bài của ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Wow, Bùi Anh Tuấn là tông cao lắm nha. Vậy bà hát Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Trời ơi, đeo kiến vô cho chấm Bùi Anh Tuấn. Hôm nay em quên đeo mắt kiến. Em mượn mắt kiến của anh nha. Ok. Yeah. Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Chuẩn bị nha. 2, 3. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm đêm có hay mà sốt buồn hoài vương tranh môi mặn đá. Wow. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài, để mình ta với con tim khô cằn da băng. Mẹ mùa đông người xin hãy làm tuyết rơi. Để chẳng lỗi em anh về. Mẹ mùa đông người xin hãy làm tuyết rơi. Để anh biết anh cần em. Và thời gian người xin hãy ngừng trốn đây. Để những dấu yêu đông đầy. Dạ, không chịu anh. Ngừng luôn cái điện, cái hình dừng mà cái tiếng không chịu dừng. Quên ấn nút, chắc phải ấn một cái nút quá. Ấn? Em giả bộ em hát vậy là để giới thiệu mở màn cho bạn này. Vậy hả? Làm lúc đầu tôi tưởng đâu giọng của em luôn á. Nhưng mà em hát được. Wow, phải chạm mắt kiếm tay. Có hai bạn fan đến đây nên giới thiệu bạn này một cách rất là ấn tượng là sẽ hát cho bạn nhép. Mình sẽ nhép cho bạn hát. Đó. Còn một bạn nữa, bạn này là Nguyễn Huy. Cô bạn gái cực kỳ xinh đẹp. Wow. Được. Anh muốn gặp không? Có chứ.
Anh hát bài đi, kêu bài nói ra. Hát là phải ra nha. Đúng vậy. Hát liên quan tới ngày đẹp nha. 2, 3, vô. Mẹ già như chuối trên cây gió. Chào em. Dạ chào anh. Nay tôi mít vô. Nay tôi mít vô chưa? Anh hát mẹ già mà em tự giận mẹ. Mẹ già, mẹ già. Tự nhiên thì miễn là liên quan tới phụ nữ người đẹp là mẹ. Em phải đợi anh hát cái bài nào đẹp em mới bước thiện mẹ già. Cái thử mình bước tự tin luôn. Mẹ luôn đẹp nhất trong tim mình đúng không la? Đúng vậy. Đúng vậy. Chào mừng Thúy An và Nguyễn Huy đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Nguyễn Huy và Thúy An, tình cảm các bạn dành cho Phát La như thế nào mà có sự kết hợp khá nghĩ như vậy? Em rất thích anh Phát La diễn những cái mà phim hoặc là những cái anh Phát La diễn rất là hay, vui vẻ. Thì gần đây nhất thì là anh Phát La đóng vai Đức Minh ở trong phim Gia Đình Là Số 1, rất là hay. Anh cũng thích đóng phim vai đó. Em cũng thích vai đó luôn. Và bây giờ chúng ta hãy khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao như thế nào với chiếc tủ lạnh đã được chấp nhận cái khẩu lệnh bằng giọng hát của Nguyễn Huy. La này, hát lần sau hát lại nha. Ok. Bây giờ là mình khai trương tủ lạnh nha. Ok, chuẩn bị nè. 1, 2, 3. Wow. Rất nhiều món ăn từ động vật đến thực vật. Và trong tất cả những món ăn đang trình bày trong chiếc tủ lạnh này thì có những món mà Phát La cảm thấy hợp khẩu vị và thích không ạ? Có, nhưng mà chưa chín. Như vậy thì có món nào khiến cho Phát La cảm thấy không thích và không hợp khẩu vị hay không? Có luôn. Đó là những thông tin ban đầu rất là quan trọng. Hai bạn Thúy An và Nguyễn Huy hãy tham khảo và nhớ kỹ nha. Rồi, cảm ơn các bạn, đóng tủ lại. Nãy giờ những thông tin mà chúng ta thu thập nó còn quá ít đi, còn mông lung như một trò đùa. Phát La, hãy chia sẻ nha về tất cả những khẩu vị, về chua, cay, mặn, ngọt, đắng, cay, bùi đấy. Thì bạn thích và không thích những khẩu vị nào? Thực ra thì quê quán của mẹ là ở Huế. Huế nè. Đó, cho nên là ăn đồ ăn rất là thích ăn cay. Cay. Bình thường là những cái món đặc sản ở gia đình nè, rất là hay ăn nè. Ruốc xào. Ruốc mà mình xào với thịt ba rọi á, mình xào với xả rồi mà cái đó ăn với cơm nguội rồi quẹt cái vô dưa leo. Đúng rồi. Ruốc nè, cơm hến nè. Rồi bánh, tất cả các loại bánh. Bánh nậm, bánh bột lọc nè, bánh ít trần nè, nói chung là bánh bèo đồ đó, đa dạng. Như vậy đó là những thông tin tiếp theo mà Phát La vừa mới tiết lộ. Và ngay sau đây xin mời Thúy An và Nguyễn Huy cùng với nhân vật chính chúng tôi, Phát La, hãy bước vào khu gian bếp rất đẹp mắt của chúng tôi. Xin mời. Chào mừng quý vị đang đến với không gian tiếp theo của Khẩu Vị Ngôi Sao. Mỗi bạn Nguyễn Huy và Thúy An đã sở hữu cho mình một gian bếp đầy đủ những món dụng cụ cần thiết nhất để chúng ta có thể chế biến món ăn ngày hôm nay tặng cho diễn viên Phát La. Nhưng bây giờ sẽ là thử thách đầu tiên để biết được nguyên liệu chính ngày hôm nay là những món gì. Hai bạn hãy sẵn sàng. Ở đằng sau lưng của Hoài Rapper và Phát La chính là quầy tạp hóa trình bày rất nhiều món nguyên vật liệu. Đoán xem Phát La những món nguyên vật liệu nào nhất thì chúng ta hãy đem thật nhiều về đây. Trong vòng 60 giây, mỗi lượt đi chỉ được đem một món mà thôi. Chờ đón xem ai sẽ có số lượng món nguyên vật liệu hoặc món ăn hợp khẩu vị với Phát La nhiều nhất thì người đó sẽ nhận được nguyên vật liệu chính ngày hôm nay. Hai bạn sẵn sàng chưa? Rồi, Nguyễn Huy, Thúy An, nghe hiệu lệnh của Phát La nào. 3, 2, 1, bắt đầu. À, 60 giây trôi qua nhanh quá, nhanh quá. Bên đây thì Thúy An đem về được 5 món. Bên kia Nguyễn Huy được mấy món ạ? 1, 2, 3, 4 món. Bây giờ chúng ta kiểm tra của bên bạn Nguyễn Huy đi ha. Phát La, hãy xác nhận cho chúng tôi biết được rằng cà chua bạn thích hay không thích. Phát La không thích món nào đây hết, mình qua đây đi anh. Ờ, vậy nghe chắc lẻ. Còn riêng với bạn Thúy An thì được mấy món đây? Là em hãy xác nhận xem trong 5 món này em thích được mấy món. Thường á là em hay ăn hành. Ăn hành á? À, dạ, y ăn phở không? Ăn em trụng rồi ngon. Phở hành xuất sắc. Còn gì nữa, gì nữa, gì nữa? Có không? Còn hết. Như vậy phần ưu thế tạm thời đang nghiêng về cho Thúy An. Chúc mừng bạn với một món hợp khẩu vị của Phát La. Và bây giờ bạn sẽ có quyền ưu tiên là lựa chọn ra món nguyên vật liệu chính ngày hôm nay. Chờ đón xem hai món đó là món gì. Thúy An à, giữa thịt heo và cá diều hồng, em tự tin với món nguyên liệu nào nhất? Em tự tin món cá diều hồng. Như vậy là em đã lựa chọn cá diều hồng vì đương nhiên thịt heo thuộc về bạn Nguyễn Huy. Đây. Đây.
trao trả lại cho hai đầu bếp tài năng của chúng tôi. Chờ xem món ăn có ngon và hợp khẩu vị của Phát Lai hay không. Và bây giờ xin mời quý vị đến với vòng tiếp theo được mang tên Tiếp Sức Thực Phẩm. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và bây giờ thì Nguyễn Huy và Thúy An cũng đã sẵn sàng ở vị trí của mình. Hãy bắt đầu với 90 giây, xin mời. Nó màu vàng mà nó giống như nước rửa chén nhưng mà dùng để chiên đồ ăn á anh. Chiên đồ ăn á. Phạm Huy, chính chữ ăn rồi, chiên đồ ăn. Tiếp luôn em. Màu đỏ, nó hay có cái quả này nè. Nhưng mà nó làm tương để chấm gà rán với lại chấm khoai tây á anh. Cà chua. Dạ đúng rồi, củ này á là mấy người trừ tà ta hay đeo ngay cổ vậy nè. Đeo. Dây chuyền. Đúng ý luôn. Cái củ gì mà hả người ta hay đeo trừ tà? Tỏi. Đúng rồi anh, chính xác. À, cái rau màu xanh người ta hay trang trí đồ ăn á anh. À. Để đồ ăn lên mà. Xà lách. Dạ đúng rồi, chính xác. Hơn 60 giây rồi, nào. Ủa vậy hãy hả? Đem về đây ba món hợp lệ mà vừa rồi Thúy An đã gợi ý cho Phát La. Nhớ kỹ. Mỗi lần lấy món hả? À, lấy hết đi. À, lấy hết được. Đi chứ. Lấy rồi đem về cho Thúy An nghe. Nhanh lên. 10 giây cuối cùng. Đây nè, đúng. Nhanh hết lên. Rồi. Và bây giờ chúng ta hãy kiểm tra lại những đáp án nhé. Đáp án đầu tiên là dầu ăn. Thật đáng tiếc khi mình bị phạm quy chữ ăn. Trời ơi. Tôi thấy lo, bây giờ nấu nướng mà không có dầu thì làm sao mà nấu đây? Chắc để anh để đổ mồ hôi ra lấy mồ hôi dầu ra nấu giùm em quá. Và bây giờ sẽ là những món tiếp theo. Cà chua. Có cà chua, hợp lệ. Tỏi. Tỏi có luôn. Tỏi. Hợp lệ. Tiếp nào, xà lách. Đây, xà lách này. Như vậy là bạn Thúy An đã có được 3 món vũ khí lợi hại cho món ăn của mình. Hãy cố gắng tận dụng 3 món ăn này nhé. Nào, bây giờ xin mời Nguyễn Huy hãy vào vị trí của mình. Nguyễn Huy hãy sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Này có 3 chữ. Nó sao, hình dạng sao, màu sắc sao, lẹ lên. Nó như phấn vậy đấy. Nó như phấn mà bún bún vậy luôn. Bột. Đúng rồi. Bột gì? Bột dùng để lạc, để bột vô dầu. Chiên giò. Đúng rồi. Good. Cay quá. Đúng rồi. Cái quả. Cái quả, không phải tiêu, không phải tiêu. Đúng rồi. Con gái thường người ta gọi bới, đầu. Bới tóc. Bới tóc mà cái củ trên đầu nè. Bới củ, tóc. Củ mà bới trên đầu. Củ kiệu. Không. Cái giống hàng mới nãy mình dùng để khử tà, trừ tà đấy. À, củ tỏi. Đã đúng rồi. Thì nói rồi. Nãy cái củ tỏi luôn đi. Tự nhiên mất thời gian quá vậy. Sắc để trang trí. À, trái ớt hả? Màu xanh. Dài dài. Hết giờ. Dài. Nào, tiếp tục nào. Hết 60 giây rồi. 30 giây tiếp theo là Phát La sẽ tiến về khu vực trưng bày để chúng ta lấy được 3 món vừa rồi. Nhớ kỹ nha, 3 món đó là 3 món gì nha Phát La nha. Món cuối bạn Nguyễn Huy vẫn chưa gợi ý được. Đây. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại kết quả. Hình ảnh đầu tiên, bột chiên giò. Có bột chiên giò. Hình ảnh thứ hai. Ớt. Đây, có ớt. Hình ảnh thứ ba. Trời ơi, cái này là lặp lại cái đáp án gì rồi luôn á. Nghĩ là đỡ mất thời gian lắm. Và hình ảnh cuối cùng. Dưa leo. Dưa leo nói đắp mặt là ta biết rồi. Như vậy là bị thiếu hụt một món. 3 món còn lại hợp lệ. Chúc mừng Nguyễn Huy. Chúc mừng em. Cảm ơn anh. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và bây giờ sẽ là chinh phục Khẩu Vị Ngôi Sao. Cả hai thí sinh ngày hôm nay đã sẵn sàng với những món nguyên vật liệu đầu tiên. Nhưng mỗi bạn đang bị thiếu mất một món. Thúy An thiếu dầu ăn, còn Nguyễn Huy thiếu dưa leo. Đó chính là trách nhiệm của Phát La. Bây giờ có cách nào để vượt thử thách đi? Phát La đứng ra để đảm bảo hai cái món đó về cho hai bạn nào? Đó, vượt thử thách thành công là sẽ đem về hai món đó dành cho hai bạn. Em sẽ vượt qua để lấy hai món này cho hai bạn. Cố lên anh. Thử thách hát tiếp tục cho em. Em sẽ phải cố gắng hát làm sao dành tặng mọi người 5 bài hát. Với liên khúc 5 bài này, mỗi bài phải liên quan đến một con động vật và phải hát bằng cái tiếng của động vật đó luôn. Hai đứa yên tâm, đây là sở trường. Cố lên anh. Đúng. Hãy cho anh một tràng pháo tay nè. Mọi người hát lớn tên anh nào. Phát La. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và sau đây là một liên khúc về những con vật của Phát La. Yeah. Con gì luôn, từ em, anh Thành Dung có con gì chưa? Em đang hất cắt tóc ai vậy? Không phải, con gà. Con gà nó đang. Nhưng mà bài gì vậy? Nó đang lấy cái đà, hiểu không? Từ từ nó vô cái bài. Lấy đà chỗ dạ. Con gà đó, lấy cái đà. Từ từ. Không lấy đà từ đâu mà ngã năm chuồng chó hay chuồng gà gì chuyện em đây. Em lấy đà đứng dưới đây mới được. Lấy đà xa nha.
Biết bài gì chưa? Dạ, té le té le té sáng rồi ai ơi. Đó. Con gà gáy. Con gà gáy le té sáng rồi ai ơi. Em ơi, con gà nó có nhiều cách kêu mà. Ồ o đi, o o cho nó dễ nghe. Con này kêu thẳng luôn. Giống chết đuối. Cái bài gì mà. Bài gì nghe như chết đuối vậy? Chết đuối. Nó đó. Ủa hát rồi hả? Wow. Bài này mới nghe á. Em có bài hát tiếng người được không? Anh kêu hát tiếng động vật chứ đâu. Thì cái bài hát tiếng người đó là anh kêu hát tiếng động vật. Người hiểu. Thì bây giờ con cá kêu làm sao? Thì con cá nó hát bài gì? Chỉ nghe cái tiếng oxy trong cái bình. Nhưng mà đó chứ con cá kêu làm sao? Nè, hát bài của loài người nhưng mà hát bằng tiếng động vật. Cái bài là người tên gì? Cái bài là người. Có luôn á. Có. Đây em hát cho về hát tiếng người nha. Hát đi. Ok. Kìa con cá vàng, kìa con cá vàng. Xe đôi cánh, xe đôi cánh. Sao kỳ kỳ? Sai. Con cá nó vô mà nó kỳ kỳ. Nó vô lời. Xe đôi váy, xe đôi váy không sai. Nó vô lời nhưng mà nó kỳ kỳ đó. Không bây giờ xe đôi cánh. Chắc em luôn giai điệu đó hát ọc 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 cho đi. Ọc 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 ọc. Đó hai con rồi đúng không? Tiếp con thứ ba. Con thứ ba là phải cũng lấy đà luôn. Lấy đà. Con này là dạng như ở trên anh tưởng tượng trên đây là núi nha. Trời ơi, động vật trên núi nha. Ê! Khủng long hả? Con voi, con voi, con voi. Trời ơi. Con voi. Con gì bị tật? À con dơi đúng rồi. Con voi mà nói con dơi nào kêu vậy? Ai bị tật? Nó bay thì có một cánh à. Con voi. Con voi. Con voi là... Ủa, ca sĩ hát là phải việc sub trước cho khán giả hiểu. Đúng vậy, phải cho người ta biết con trước. Đó, biết là gì chưa? Chú voi con ở bàn đôn. À, chú voi con bàn đôn. Chú có ngà nên còn chè con. Tiếp đi. Là ba con rồi nha. Ba con. Sau đây em sẽ hát bài, một bài dính dáng tới con chuột. Em đánh mã mọt gửi cho ai hay sao? Cái bài đó đó. Bài đó đúng không? Anh kêu em hát tiếng động vật thì bây giờ anh phải đoán cái bài đó. Không biết luôn á. Cái bài đó gì nè, nó không có lời. Không lời nè. Tê 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 tê. Và khúc cuối là con sư tử hiện ra. Đúng vậy, là một bài hát ba con luôn đó. Phim hoạt hình Tom & Jerry, chấp nhận. Đó, dính con sư tử luôn đó. Thêm con cuối cùng nè. Bây giờ em hát cái bài dính tới lăng quăng nhé. Ok. Ok. Hát cái tiếng lăng quăng nè. Em dở cái nắp lu ra coi xem ở trong con gì. Ủa, lăng quăng hết người được hả? Không phải. Cái bài đó là bài phòng chống muỗi đó. Bài đó quảng quảng cáo mà. Quảng cáo lăng quăng rồi đó, mình phòng chống muỗi. Chấp nhận luôn. Đó là năm con nha. Chứ giờ để hát nữa là ổng hát tới con gì luôn. Được. Mọi người à. Thôi được rồi, vì sự hết mình cũng như là sự sáng tạo đặc biệt của Phát La, chúng tôi quyết định dành tặng dầu ăn cho Thúy An và dưa leo dành cho Nguyễn Huy. Xin mời. Đây, Phát La sẽ lấy cho hai bạn dưa leo và dầu ăn. Hên đó, hên là Phát La là diễn viên, anh ấy rất là linh động trong phần vượt thử thách. Sau đây chúng ta sẽ làm món cảm ơn anh. Dưa leo chiên. Cảm ơn anh, dưa leo chiên giòn ha. Dưa leo chiên giòn hả? Nào, chờ đón xem món ăn nào sẽ hợp khẩu vị của Phát La nhất. Xin mời quý vị đến với Chinh phục khẩu vị ngôi sao. Thời gian chế biến bắt đầu. Một hết giờ. Chà, yeah. Vừa đúng được dứt cộng điểm. Nò nữa chứ. Xác luôn. Xin mời hai bạn. Cảm ơn hai bạn nhiều nha. Đây,
Đầu tiên bạn muốn thử món nào trước nào? Bây giờ phải là chắc thử món này trước đi. Như vậy là món thịt heo chiên nước mắm. Em dùng bột chiên giòn để chiên giòn miếng thịt tươi trước. Rồi em làm gia vị và nước sốt sau để em xào chung với thịt lên. Thật sự nước hoàng rất bơ. Yeah baby. Rất dai. Ủa, ngon chứ, dai hả? Dai cắn không ra luôn á. Nhưng mà ăn vô là cái vị rất là đậm nha. Có nghĩa là đậm là sao nè? Có nghĩa là ở trong cái thịt nó cũng thấm luôn cái vị, chứ không phải là chỉ là phần bên ngoài cái nước sốt thôi. Bây giờ qua thử món của bạn nữ nè. Đây là món ăn cá dưa hồng chiên xù đuôi. Đây em sẽ thử và cho mọi người biết. Của thật là đã vào miệng của em nha mọi người. Thằng đi, nước miếng không rồi. Không, em đang kiểu như diễn á. Về sẽ tua chậm khúc này giùm em nha. Quảng cáo đâu hả? Biết món này là của cổ mà. Nãy em làm cá chưa kỹ không? Cái gì vậy? Còn dính bọt bèo gì trong bụng hả? Cái gì? Nó hơi còn cái vây đây nè. À cái vây hả? Đã chiên xù mà. Dạ chiên xù là nên để vây không có cạo. Vậy phải xù nhiều thì cái vây nó mới ăn vô nó mới giòn. Ừ. Là sao? Có nghĩa là vây này nó vẫn còn một số cái nó chưa có đạt đến cái độ giòn hay không? À. Cái vây nó vẫn còn. Chiên phải lâu hơn. Đúng rồi. À, ý của em là vậy. Nhiều khi là lúc em chiên nó giòn, nhưng mà cái lúc mà em rưới cái mỡ hành này lên nè, cái dầu của nó bị làm cho cái lớp da xù nó bị mềm lại. Không, thực sự hai món này về cái hình thức và cái hương vị á, nó vẫn còn một số cái khuyết điểm, nhưng mà thực sự ăn rất là ngon. Có trong tình cảm em à. Ăn nó kiểu như dễ chịu và nó muốn ăn tiếp. Chứ món chứ không phải là tiếp. Có chứ. Em vẫn ăn tiếp được mà anh Hoàng. Trời. Anh nói gì vậy anh Hoàng? Ăn đi. Anh ăn gì á? Bạn hãy suy nghĩ xem phần thắng ngày hôm nay sẽ thuộc về ai nhé. À, có thể nào em mời hai bạn ra đây để em sẽ giơ tay bạn nào chiến thắng lên rồi. Vậy luôn hả? Giống như trong cho đại luôn hả? Cho đại. Xin mời hai bạn. Với phần thiết kế trình bày rất là đẹp mắt và thực sự là cả hai món đều rất ngon. Sau đây là người chiến thắng của chương trình Khẩu vị ngôi sao ngày hôm nay. Đúng. Không ai khác. Cho em một nét nhạc. Đó chính là và đây chính là phần quà dành cho người thắng cuộc với chiến thắng khá thuyết phục của bạn Thúy An. Chúc mừng bạn với giá trị tiền thưởng là 5 triệu đồng được trao thưởng bởi Phát La. Cảm ơn đại gia đình rất nhiều. Bé. Hả? Không, em đại diện bé. Tặng. Dạ. Dạ bé, cảm ơn. Không, tại vì trước khi đi hai đứa có hứa với em là được giải thưởng thì sẽ xung quỷ vô FC. Không có nghe đâu đó. Ủa? Không có nghe à, không ai nghe. 8 triệu khán giả đang coi chương trình ngày hôm nay không ai nghe được á. Giữ đi rồi về gửi lại cho FC nha em. Rồi sao Huy? Bữa nay thấy sao? Trước tiên em xin cảm ơn chương trình Khẩu vị ngôi sao đã tạo cho tụi em một cái sân chơi để được gặp thần tượng mình và làm những món ăn thần tượng mình thích. Nhưng mà có một số trục trặc nhỏ cho món ăn của em nên sao em cũng anh hơi tiếc. Cảm ơn anh. Anh hơi tiếc. Cảm ơn anh. Anh bộ quá hết. Cảm ơn anh. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình hôm nay cùng với Khẩu vị ngôi sao. Chương trình Khẩu vị ngôi sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được tiếp tục phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật tuần sau trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.